Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Là Hội Thánh chúng ta không phải là nghèo. Tôi muốn nói với anh chị em biết rằng lòng của con người trong Hội Thánh rất là rộng rãi khi họ biết đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi họ biết đây là nhà của họ. Điều thứ ba, khi mà họ đã yêu rồi. Khi mà đã yêu rồi thì không còn tiếc gì nữa. Kinh Thánh chép rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó không bị hư mất. Lời Chúa nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu chúng ta, cho nên Ngài mới ban con một của Ngài. Qua đó cho mình một chân lý rằng có nhiều người cho người khác mà không hề yêu. Nhưng khi mà đã yêu rồi thì họ luôn tìm cách ban cho kẻ họ đang yêu. Ai đã từng yêu thì biết được rằng tại sao bạn phải trích cả một khoản tiền trong tháng lương của bạn mua hoa hồng tặng vợ của mình hoặc tặng người yêu của mình. Vì yêu không tiếc. Còn khi đã không yêu rồi thì nói thật, ép đá đánh đập cũng nhất định không chi một đồng nào. Amen. Dạ, yeah. Vậy cho nên xin anh chị em hãy nhớ, Chúa Ngài rất yêu kẻ mà dâng hiến với sự vui mừng. Thật ra chúng ta nghiêm cấm, chúng ta không chấp nhận, chúng ta không hùa vào với cái kiểu ép người khác dâng tiền hoặc ép người khác phải làm cái này làm cái khác. Mọi người hiểu không ạ? Thà, lắng nghe này, thà dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan và hút, gật gù hay là gật đầu khen ngon, mối quan hệ thông với nhau thì dù ăn những đồ bỏ đi nó vẫn ngon. Còn nếu không thông với nhau, không vui lòng với nhau thì một bàn đầy cỗ thì nhai vào giống như nhai rơm vậy. Thật ra chúng ta hãy sống với nhau với một cái tinh thần Chúa luôn cảm động lòng chúng ta, vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài chứ không phải bởi ép buộc. Anh chị có amen với tôi không ạ? Có amen với tôi không ạ? Tôi rất thích sống kiểu như vậy. Tôi rất ước ao chúng ta cùng nhau sống như vậy, không ép người khác. Hãy tôn trọng họ là một tạo vật giống như bạn, không tẩy não họ và bắt họ phải nghĩ giống như mình. Hãy trang bị, hãy giảng dạy, hãy giải thích cho họ biết điều đó tốt như thế nào và họ có làm theo hay không, đó là quyền của họ. Và Chúa của chúng ta cũng làm y như vậy đó. Ngài biết là địa ngục kinh hoàng, Ngài biết là thiên đàng tuyệt vời ra làm sao, nhưng Chúa không ép chúng ta phải vào thiên đàng. Ngài không cấm chúng ta xuống địa ngục. Thập tự giá trên đồi Gô-gô-tha đã đóng vào cửa âm phủ rồi và nói rằng stop, đừng vào đây, còn quyền của các con vẫn có thể lựa chọn đi vào đó được, đó là quyền của các ngươi. Ta không bao giờ ép các người. Amen. Quay sang người lân cận nói rằng Hội Thánh này không bao giờ ép người khác. Hay nói thêm với người khác như vậy đi, Hội Thánh này không bao giờ ép người khác. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một cái đề tài. Đề tài này nó có thể đụng chạm vào nhiều người tại đây. Có thể bạn cầu nguyện nhiều lần mà Chúa không nhận lời, giống như kiểu Thoa vậy, giống như Triệu Phương vậy, vừa rồi lên làm chứng. Cầu nguyện mãi, Chúa ơi, trả nợ cho con, Chúa mãi, Chúa ơi, tại sao cuộc sống con thế này, cứ giống như là ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh vậy. Tôi muốn nói với anh chị em rằng, đừng nản. Trước đây chúng ta không biết đấng đó, cho nên chúng ta gặp nhiều khổ. Còn bây giờ chúng ta biết đấng đó rồi, hãy bám chặt vào Ngài, bằng tay, bằng chân và bằng cả răng. Và sắp tới bạn sẽ được bước vào điều mà bạn cầu xin rồi. Đó là cái đề tài ngày hôm nay. Nó được trích ra trong cái mạch văn có 3 câu thôi. Gọi là đề tài thuyền cập bến. Thuyền cập bến. Nghe nói về thuyền cập bến có nghĩa là nó đã có giai đoạn bơi mãi mà không vào, trèo mãi mà không tới. Câu chuyện được kể lại trong sách Giăng đoạn 6. Ai đó cũng đã có những ước mơ, và ước mơ thì không phải trả tiền. Có những nguyện vọng thật là đẹp,
mà tại sao mãi không thấy tới? Vậy có nguyên tắc nào để thuyền của bạn cập bến đến nơi? Nào hãy bật lên câu Kinh Thánh, sách Giăng đoạn 6 câu 15 đến câu 21. Bật hộ nào. Nào, đây là một câu chuyện chúng ta cùng nhau để ý ở phía trên. Đề tài của nó là thuyền cập bến. Thuyền đó có thể là cuộc đời của bạn. Thuyền đó có thể là công việc bạn đang làm mà vẫn chưa thấy thấy cái kết quả cuối cùng. Thuyền đó có thể là hội thánh của Chúa tại đấy. Thuyền đó có thể là gia đình của bạn. Thuyền đó có thể là hết thảy những mối quan hệ mà bạn đang có trong cuộc sống mà chưa đạt được điều gì bạn ước ao, hiệu quả cuối cùng của nó. Câu chuyện kể lại như sau này. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu biết chúng có ý ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi. Tại sao? Câu chuyện lại thêm cái câu này ở phía trên, bởi vì nó tiếp mạch văn sau khi Chúa hóa bánh nuôi rất nhiều ngàn người ăn và hóa cá nuôi rất nhiều ngàn người ăn, thì bắt đầu người ta sau khi được ăn no, họ muốn tôn Chúa Giêsu lên làm vua mà không qua thập tự giá. Dân sự muốn tôn Ngài lập tức lên làm vua mà không cần đi theo ý muốn của Chúa Cha ở trên trời, là con trai của ta phải chết chuộc tội cho nhân loại. Ma quỷ đã có lần nói với Chúa Giêsu rằng hết thảy mọi nước vinh quang rực rỡ này ở trong tay của ta, nếu ngươi thờ lạy ta cho ngươi hết thảy mọi điều này. Đó là một cách ngắn nhất để đạt được điều mà ma quỷ đặt vấn đề. Ở đây dân sự cũng muốn tôn Ngài lên làm vua bởi vì họ được ăn no. Họ nhìn thấy một con người có nhiều phép lạ dấu kỳ, ông lên làm vua chúng tôi đi. Một con đường rất là ngắn mà Chúa Giêsu không cần phải lên thập tự giá chết thay tội cho chúng ta. Và Chúa nhìn thấy họ có ý ép Ngài, không phải là ý Ngài, mà ý của dân ép Ngài để tôn làm vua. Kiểu bà Marie nói rằng Giêsu ơi hết rượu rồi, ý nói rằng hay là phép lạ đi. Chúa Giêsu nhìn mẹ của mình và nói rằng hỡi người đàn bà kia, ta với ngươi trong vấn đề phép lạ này có chuyện gì? Cái phép lạ này đến từ Cha, không phải đến từ ta quyết định được. Chúa Giêsu không hề hỗn lúc bấy giờ, nhưng Ngài nói rằng mẹ ơi, mẹ là mẹ của con theo xác thịt, nhưng cái công việc phép lạ này là đến từ Cha trên trời cơ. Thế nên nếu Cha muốn thì điều đó sẽ được thành, chứ mẹ không thể ép con làm phép lạ được. Mọi người hiểu không? Thật ra nếu anh chị em đi truyền giảng tin lành, hãy lắng nghe tôi nói rằng đừng bị người ta khích. Họ khích rằng thế này, chân của tôi cụt thế này, mày có Chúa Giêsu mày cầu nguyện cái chân nó mọc dài ra đi thử xem. Tôi đã từng bị người ta khích như vậy đấy. Ý đó là ý của người. Và đây họ cũng có ý ép Ngài lên làm vua. Và khi Ngài nhìn thấy như vậy, Ngài biết được mức độ của những con người đó khác nhau. Thành ra không cần phải mắng họ, không cần phải tranh cãi gì, không cần phải nói rằng đồ xác thịt. Bạn ơi, có những loại người mà bạn không cần phải thanh minh gì, chỉ đơn giản bạn lui về một nơi, một nơi ở một mình với Chúa thôi. Còn tranh cãi làm gì cho nó mệt. Sức của bạn ở đâu để mà giải thích thanh minh hết cho mọi người? Chúa Giêsu ở đây này, Ngài biết họ có ý ép Ngài lên làm vua. Ngài không bảo tôi tựa lại làm cho một bài giảng cho đã đời đi, đập và vỡ đầu các người xong cho các người hiểu được ý. Không, mỗi người họ có một cái ý, thậm chí có nhiều người họ ý tốt đấy, họ ý tốt Ngài lên làm vua chúng tôi đi. Thật ra mình không thể giải thích hết để cho mọi người, và Chúa biết rằng chỉ có Cha của Ngài là đấng có thể trả lời được cho hết mọi người. Và cho nên Ngài lui về ở một mình ở trên núi để tiếp tục thực hiện công việc của Cha của Ngài. Có nghĩa là ta phải chết thay tội cho các ngươi trên thập tự giá. Các con thanh thiếu niên nghe được hiểu hết tiếng Việt của mục sư giảng không? Hiểu hết không? Phương Anh có hiểu hết không con? 50 hay 60% đúng không? Là ok, mục sư sẽ lại phải giảng thấp thấp hơn chút nữa để cho các con hiểu được hơn. Dạ, câu chuyện tiếp theo. Đến chiều, môn đồ xuống nơi bờ biển. Có Ngài ở trong thuyền không? Không có. Ngài ở trên núi. Đến chiều môn đồ xuống nơi bờ biển, vào trong một cái thuyền, sang thẳng bờ bên kia, hướng về thành Capernaum. Trời chợt tối mà Đức Chúa Giêsu còn chưa đến cùng các môn đồ. Họ vào thuyền bơi sang bờ bên kia mà Ngài không cùng đi. Họ bơi thuyền một mình không Chúa. Bởi vậy cho nên câu số 18, gió thổi ào ào đến nỗi biển động dữ dội. Nếu như cuộc sống của chúng ta đã có những lúc bão ầm ầm, biển động dữ dội, mưa xối xả, và đáng lý ra thuyền phải trên mặt nước, thì bây giờ nước ở trong thuyền rồi, như vậy sắp tới chìm rồi. Chưa hết nhá, khi các môn đồ chèo ra độ chừng 25 đến 30 hectare, có cỡ khoảng 5 đến 6 km, cả mấy tiếng đồng hồ họ mới chỉ chèo được một đoạn ngắn thôi. Vì sao? Vì bão kinh quá,
vì mưa kinh quá, họ đang chuẩn bị chết đến nơi rồi đây này. Thì lúc khó khăn đó đó, Chúa Giêsu đi bộ trên mặt biển gần tới chiếc thuyền. Họ nhìn thấy như vậy thì sợ hãi, vì họ nghĩ rằng đây là ma đến để đón họ đi. Nhưng Ngài phán rằng, ấy là ta đây, đừng sợ. Bạn có biết thiên đàng là gì không? Có nhiều người hiện nay ở Việt Nam đang tìm thiên đàng ở Úc. Người ta trục xuất một loạt thuyền nhân mới vừa rồi tại Úc trở về. Có nhiều người họ chạy sang Nhật Bản, họ chạy sang Đại Hàn, họ chạy sang Đức. Họ nghĩ rằng ở đây có thiên đàng. Nhưng bạn biết sống ở tại Đức đâu phải thiên đàng đâu. Thiên đàng là gì? Thiên là trời, đàng là nước. Ở đâu có Ngài, ở đó có thiên đàng. Ở đâu có ông trời hiện diện, ở đó có thiên đàng. Rất nhiều quán cà phê, quán bar viết rằng thiên đàng, nhưng vào đó đánh lộn nhau không phải là thiên đàng, nó là địa ngục. Thiên đàng chỉ có ở nơi nào có Ngài. Amen. Và đây cho bạn nhìn thấy, Chúa nói ta đây đừng sợ, có nghĩa là khi ta ở cùng với các ngươi thì các ngươi đang ở trong thiên đàng. Và khi các ngươi ở trong thiên đàng, ở đó không có sự sợ hãi. Câu chuyện chưa dừng lại nha. Bây giờ môn đồ muốn rước Ngài vào thuyền, tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Chú ý này, câu cuối cùng là câu quan trọng này. Khi họ vừa muốn rước Ngài vào thuyền thôi, tức thì, hãy nhắc lại cùng tôi từ tức thì. Tức thì chiếc thuyền đậu vào bờ là nơi định đi. Dường như trèo mãi tới nơi định tới, mà càng trèo ra lại càng đẩy vào, càng trèo ra lại càng đẩy vào. Công vất vả, bàn tay tất tả để trèo, mặt thì mệt lạ rồi, mà mồ mả thì đang chờ đợi mình phía trước. Nhưng rồi cuối cùng, đến khi họ nhận ra một điều, mời Ngài vào thuyền. Hãy mời Ngài bước vào giấy tờ của bạn đi. Hãy mời Ngài bước vào hôn nhân của bạn đi. Hãy mời Ngài bước vào nhà của bạn đi, thì những kẻ đầu gấu không dọa được bạn. Hãy mời Ngài bước vào công việc của bạn đi. Hãy mời Ngài bước vào ước mơ của bạn đi. Hãy mời Ngài bước vào gia đình của bạn đi. Bằng cách nào? Đọc lời của Ngài và sống theo lời đó. Tôi vừa tư vấn cho một đôi vợ chồng trẻ ở bên Mỹ, thành phố, tôi không muốn nhắc tên đây. Họ rất là đau khổ trong hôn nhân, tan nát về tài chính, mặc dù có sự kêu gọi là người mà giúp đỡ và xây dựng những trại trẻ tại cô nhi viện tại Việt Nam. Nhưng mà khi họ nhận được điều đó thì bắt đầu bỗng nhiên họ tan tác về tài chính. Anh trẻ mới, bạn mà được Chúa phán cho điều gì, đừng mơ ngày hôm sau điều đó xảy ra ngay. Bạn sẽ bị tước sạch những điều đó đấy. Để làm sao? Để cho bạn giữ được đức tin ở trong lòng, nó không phải đến từ con người. Thật ra Chúa nói với Phê-rơ sau khi ông vừa hứa rằng con sẽ theo Ngài đến chết, vào tù cũng vào cùng Ngài. Chúa nói rằng ma quỷ nghe được tiếng của ngươi vừa nói đấy, và nó muốn sàng sẩy ngươi. Và sau đó ông bị sàng sẩy, ông chối Chúa, đúng ngược lại với cái gì ông hứa với Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với bạn và tôi rằng, các con ơi, ta sẽ cầu thay cho các con, để các con sẽ vững đức tin và giúp đỡ người khác. Thật ra khi chúng ta rước Ngài vào trong thuyền của mình, thì tức thì chiếc thuyền đậu đúng cái chỗ mà cần phải bơi tới. Bạn biết cái chỗ nào bạn muốn ước ao đến rồi đúng không? Công việc nào bạn đang muốn đến đúng nơi đó rồi đúng không? Ước mơ gì bạn muốn được thành đúng không? Bắt đầu từ ngày hôm nay, sau bài giảng ngày hôm nay về, bạn làm một cái hợp đồng rõ ràng đi. Chúa Giêsu ơi, ở trong câu chuyện vừa rồi đó, môn đồ chỉ muốn rước Ngài vào thuyền thôi, thì chiếc thuyền đó đã đậu đúng cái bờ là nơi định đến rồi. Thì ngày hôm nay con thực sự, Ngài là Chúa của đời sống con, nhưng con nói thật với Chúa chứ, cái công việc này con chưa bao giờ mời Chúa vào, ước mơ này con cũng chưa thấy mời, chưa bao giờ mời Chúa vào, chuyện hôn nhân của con giải quyết với người này người kia vẫn chưa mời vào bao giờ, rồi dạy dỗ con cái con chưa bao giờ mời Ngài vào cái thuyền dạy dỗ con cái bao giờ. Thì bắt đầu từ bây giờ, Chúa ơi, hãy bước vào. Chúa ơi, kính mời Ngài. Chúa ơi, Ngài làm chủ chiếc thuyền này. Hay làm mà xem, bà sẽ thấy phép lạ. Amen. Cầu nguyện đón con sang, giấy tờ trục trặc. Chúa ơi, con mời Ngài bước vào cái thuyền đón con này. Chúa, Ngài bước vào, phép lạ sẽ xảy ra. Phép lạ sẽ xảy ra. Amen. Quay sang người lân cận nói rằng, phép lạ sẽ xảy ra. Cảm ơn Chúa. Câu kinh thánh tiếp theo, Sáng Thế Ký đoạn 26, câu 12 đến câu 22. Đây là đoạn kinh thánh mà trả lời cho chúng ta biết là hội thánh chúng ta tương lai sẽ làm gì.
không có điều gì mới hết. Và ông Isaac cũng làm một điều rất là đặc biệt. Ông không làm một điều gì mới hết. Trước ông có ông bố là Abraham. Abraham là một người có một cái tài đặc biệt, đến bất cứ sa mạc chỗ nào ông cũng luôn tìm ra được nguồn nước tại nơi đó và đào giếng. Người Trung Cận Đông sống trong sa mạc, quan trọng nhất là nước, chưa phải đồ ăn quan trọng nha. Nước uống là quan trọng. Ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Ông Abraham có một cái ơn, luôn tìm nguồn nước và đào giếng tại nơi đó. Và cuộc sống của ông xung quanh cái giếng nước đó. Và đến bây giờ đến lượt Isaac. Câu chuyện kể lại nè. Isaac cái năm đó bị đói. Ông định bỏ trốn đến một xứ khác như đời cha của mình. Chúa nói với Isaac rằng ở lại, gieo hạt giống. Và cái thánh chép rằng Isaac gieo hạt giống trong xứ đó. Năm ấy gặt được bội phần trăm. Năm ấy gặt được bội phần trăm vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người nên thạnh vượng, của cải càng ngày càng thêm, cho đến nỗi người trở nên rất lớn. Người có nhiều bầy chiên, bầy bò và tôi tớ rất đông. Bởi cớ ấy dân Philippines đem lòng ganh ghét. Hãy nhắc lại cùng tôi từ ganh ghét. Bạn ơi, hãy lắng nghe cho kỹ này. Nếu bạn thất bại thảm hại, nhiều người sẽ thương hại bạn. Bên cạnh nó, họ nói đuổi, đồ dở, nhưng mà họ thương hại. Còn khi mà bạn được thành công, lắng nghe này, khi mà bạn được thành công thì số lượng người ganh ghét vì bạn sẽ nhiều hơn. Chúa Giêsu nói người đời sẽ ganh ghét các con vì bởi cớ ta ở cùng, ta ban phước. Thật ra bạn sẽ thạnh vượng. Cho nên bạn suốt ngày phải cuốc bộ đi làm. Họ thương quá. Cho vài đồng để đi ăn, uống cốc cà phê. Nhưng bắt đầu bạn có xe ô tô rồi, bắt đầu họ tìm cách lấy đinh, họ quẹt cho bạn mất nước sơn. Thời gian anh chị em ơi, hãy chuẩn bị trước tấm lòng của mình. Số lượng người ganh ghét với bạn sẽ gia tăng hơn. Lời Chúa nói, vì người có nhiều bầy chiên bầy bò tôi chớ rất đông, bởi cơ ấy dân Philippines đem lòng ganh ghét. Họ làm gì khi ganh ghét? Câu 15, mấy cái giếng lúc trước đầy tớ của Abraham cha người đã đào, bây giờ đều bị dân Philippines lấp đất lại hết. Rồi đến nó mắc rác mà đất lấp hết các nguồn nước lại để cho chết đấy. Mọi người hiểu không? Bạn đã từng nghe những người ta dọa bạn chưa? Người cẩn thận nhá, không ông cho mày chết đấy, cẩn thận nhá, bà cho mày chết đấy, cẩn thận, con cái mày không có đường trở về quê mẹ đâu nhá. Những cái lời như vậy chúng ta đã được nghe nhiều sự dọa dẫm rồi. Lấp lại hết. Tiếp theo, câu kinh thánh tiếp theo, Abimelech nói cùng Isaac rằng hãy ra khỏi nơi ta, vì ngươi thạnh vượng hơn chúng ta bội phần. Đuổi ngay. Vì ngươi được thạnh vượng thì ra cút ngay, cho mày đi. Tại sao mày được phước mà tao không được phước? Tại sao mày giàu mà tao không được giàu? Thật ra họ sẽ tìm cách không những ganh ghét này, họ sẽ làm gì? Lấp giếng của bạn. Rồi họ sẽ làm gì nữa? Họ sẽ trục xuất bạn đi ra khỏi cái nơi mà bạn đang được phước. Chuyện đó, chuyện mà chuyện gọi là nó chuyện thường trong bản nhỏ, chuyện cũ như mặt trời vậy. Đầu tiên ganh ghét, sau đó họ sẽ lập chương trình lấp lại cái nguồn mà mang tới cho bạn phước. Rồi sau đó họ làm sao? Họ sẽ nổ rễ của bạn bằng cách cô lập bạn, để cho bạn bắt buộc không sống nổi, hoặc là bạn sẽ trở thành một con rối trong tay của họ. Đuổi ra khỏi này vì nguyên nhân, vì ngươi thạnh vượng thôi, vì ngươi được ơn thôi, vì ngươi bỗng nhiên tươi hơn tao tươi, xinh hơn tao xinh. Thế là giống như nàng bạch tuyết vậy, gương kia ngựa ở trên tường, nước ta đẹp được giường như ta thì gương đáp. Xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay có mụ đẹp hơn phần bà nhiều hơn. Đang ngồi tại hội thánh này đẹp hơn. Thật ra con mụ gì ghẻ đó bắt đầu lên tường tạo ra một quả táo tầm thuốc độc, rồi kim cài thuốc độc đến để mà giết chết nàng bạch tuyết. Bởi vậy cho nên họ sẽ tìm cách hãm hại. Tiếp theo, vậy Isaac bỏ trốn đi đến nơi đóng trại tại trung Gera và ở đó. Câu 18, Isaac, nhìn lại, Isaac bèn đào lại, không phải đào mới nha,
Ông ấy đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham cha mình mà bị dân Philippines lấp đất lại khi Abraham qua đời. Xác thịt tôi kinh không? Nó không để lại của hồi môn cho dòng dõi con đâu. Cha để lại của hồi môn bằng mấy cái giếng đó, nhưng Philippines nó dình. Khi cha vừa chết một cái, ông chủ vừa chết một cái là nó hô quân lên, lấp. Có giếng nào lấp hết. Rồi là lấy cát san phẳng luôn, không còn dấu vết để cho chúng nó chết đói, cho nó chết khát. Isaac, ông bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham. Tôi nghĩ Abraham là một người lo trước được hết thảy mọi sự đó. Thành ra trước khi ông qua đời, ông đã gọi con lại. Đây là cái bản đồ con nhé. Bắt đầu từ chỗ này đi sang bên phải 10 mét, đi ra sang rẽ trái 20 mét, cứ chọc đúng chỗ đó là cái giếng mà trước đây bà đã đào mà chúng nó sẽ lấp đấy con ạ. Có là để lại ra phả bản đồ đàng hoàng để tìm những bửu vật lấp ở dưới cát. Isaac đã đào lại mấy cái giếng người ta đã đào cho đời Abraham cha người mà bị dân Philippines lấp đất lại khi Abraham qua đời, và đặt tên mấy cái giếng đó như tên của cha mình đã đặt. Các đầy tớ của Isaac còn đào thêm giếng nơi chúng gặp được một chiếc giếng nước mạch. Tiếp theo, tí nữa tôi sẽ quay trở lại cái vấn đề đào lại cái giếng này vì sao. Nhưng bọn chăn chiên Gera tranh giành cùng bọn chăn chiên của Isaac mà rằng nước đó của chúng ta, nên người đặt tên giếng này là Eset, vì bọn chăn chiên đó có tranh giành cùng mình. Kế ấy các đầy tớ đào một cái giếng khác thì bị tranh giành nhau nữa, người đặt tên giếng này là Sitna. Bạn ơi, nếu xây dựng hội thánh mà bị tranh giành, bị cướp, bị tranh giành, bị chia đó, anh chị em ơi, thôi mà, chuyện này lịch sử đã từng có rồi. Việc chúng ta là làm sao? Không tranh giành, chúng ta bám vào đấng mà có nguồn nước. Amen. Chúng ta chạy theo đấng mà tạo ra những nguồn nước nằm ở phía dưới đây này. Chứ đâu cần phải tranh giành những cái giếng đó để làm gì. Có ngài là có nhiều giếng nước. Còn tranh giành chỗ này mà mất ngài thì dần dần mạch nước cạn, chúng ta cũng sẽ hết đời. Mọi người hiểu không? Đi theo ngài hay hơn. Hay nói với người lân cận rằng tìm kiếm ngài hay hơn. Đoàn người bỏ chỗ đó đi đào một cái giếng khác. Về giếng này họ không tranh giành nhau, nên người ta đặt là Rehoboth, mà rằng bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Tôi muốn câu dưới này bật lên phía trên cho chúng ta cùng nhau đồng thanh đọc lại cái câu này. Mọi người nhìn thấy câu phía dưới không? Cùng đồng thanh đọc từ sau, từ bây giờ nhá. Sau cái mà rằng xong chấm hai chấm này. Ở đây nói rằng bây giờ là bây giờ đây này. Bây giờ là bây giờ đây này. Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở nơi rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Nào tôi đến 1, 2, 3 cùng nhau đọc nhé. 1, 2, 3. Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ Berlin này. Hãy vỗ tay, đúng vậy, vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ. Căn phòng thờ phượng tại đây quá rộng, mà lại bây giờ tiền rút xuống bằng một nửa so với ngày chúng ta mới đến đây. Chúng ta đến đây là thuê cái phòng này vì chúng ta có 140 người lớn nhóm, 130 người lớn nhóm, và gần 70 cháu nhỏ chia ra làm 5 lớp. Thế chúng ta cần 5 phòng cho các cháu ấu thiếu nhi ngày xưa. Thế chúng ta phải tìm một cái chỗ tại đây. Ở đây nó có nhiều phòng khác nhau. Họ đòi của chúng ta tại đây mỗi buổi nhóm là bao nhiêu? 250 đồng một buổi nhóm này. Nhân lại lên là cỡ khoảng 1,000, cộng với lại tiền thuê thêm một buổi cầu nguyện, rồi buổi tôn vinh tại đây, rồi tiền dọn rác tại đây nữa, là chúng ta mỗi một tháng phải khoảng 1,300 đồng, 1,350 đồng để chi cho cái tiền thuê nhà. Mà bây giờ Chúa giảm xuống cho chúng ta chỉ còn có 640 đồng thôi. Mọi người thấy giá rẻ không? Hay vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là chúng ta để cho họ gánh nặng khổ về tài chính. Nếu Chúa ban phước chúng ta tiếp tục giúp đỡ họ. Amen. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy để cho nhìn thấy rằng Chúa biết hoàn cảnh của chúng ta, và Ngài cũng ban phước về tài chính nữa. Bởi vậy cho nên thực sự bây giờ chúng ta đang ở một nơi rộng rãi. Căn phòng này chứa khoảng độ 250 đến 300 người nhóm được. Thật ra chúng ta hãy cầu nguyện cho đầy. Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để cho chúng ta được ở rộng rãi, và bây giờ việc của chúng ta là gì? Và ta sẽ đặng thịnh vượng ở trong xứ. Để thịnh vượng được trong xứ, tôi muốn cùng nhau nhắc lại câu kinh thánh phía trên. Còn có thể cho mục sư xem lại câu kinh thánh phía trên, nói về Isaac đào lại mấy cái giếng đó. Ok, lên một đoạn nữa. Ok, dừng lại.
Câu số 18 nói rằng Isaac bèn đào lại mấy cái giếng người ta đã đào trong đời Abraham, cha người bị dân Philistine lấp lại. Sự thật, có nhiều những cái điều mà Chúa phán với hội thánh này. Ngày hôm nay tôi muốn nhắc lại sự kêu gọi đó. Sau đó chúng ta cùng nhau dự tiệc thánh. Tôi cắt bớt bài giảng ngày hôm nay để nói với anh chị em biết về sự kêu gọi của hội thánh này. Tất nhiên qua nhiều cái khó khăn giông tố, cắt từ xác thịt của nhiều người, họ đã lấp vào cái giếng đó làm cho nó bị bịt mất. Bây giờ chúng ta cùng nhau giống như Isaac đào lại những cái giếng đó, đào lại sự tỏ ra từ trời cho hội thánh Berlin từ năm 2007 mà chúng tôi từ Moscow về Berlin này nhậm sở. Hội thánh Berlin từ năm 2007, ở đây có những ai đã từng có mặt năm 2007 giơ tay tôi xem nào. Dạ ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 người nha. Hội thánh Berlin từ năm 2007, Chúa đã kêu gọi chúng ta xây dựng hội thánh không phải chỉ con số hồi đó trên dưới 30 người mà còn 100 cho tới 1000 người nữa. Qua phương pháp nào? Không phải chỉ nói hô hào, khẩu hiệu chung chung như vậy. Trên thực tế qua cách nào? Chúa cho chúng tôi nhìn thấy con đại bàng có hai cánh. Và muốn đại bàng này bay được mạnh đó thì hai cánh này phải cân bằng. Lắng nghe này. Cơ thể của bạn có 9 hệ thống khác nhau. Bạn không phải chỉ cứ ăn là nó khỏe đâu. Bạn mà chỉ có ăn thôi mà không uống là bạn chết. Mà bạn chỉ có ăn rồi uống thôi mà không ngủ là cũng đi. Bạn chỉ ăn uống ngủ mà không vận động thì bạn cũng tong teo, người nó phì ra. Thế ra cơ thể chúng ta để phát triển khỏe mạnh, chúng ta cần sự cân bằng. Mọi người hiểu không? Cần sự cân bằng. Quan trọng hơn là Chúa ta trọng vào một cái gì đó đặc biệt. Thế ra Chúa cho tôi nhìn thấy hình ảnh của hội thánh cũng như đời sống cá nhân đó giống như một con chim đại bàng mà cần có hai cánh vậy. Cánh bên này đó là buổi nhóm thờ phượng ngày Chủ nhật. Ở đó là lễ hội, ở đó là hướng đi của hội thánh, ở đó là bài giảng của mục sư, ở đó là sự nhìn thấy đám đông đến thờ phượng Chúa. Còn cánh thứ hai đó là nhóm tế bào gia đình, là nơi mà đáp ứng được những nhu cầu cá nhân của mỗi người mà ở phòng to như vậy này không làm được những điều đó. Và Chúa kêu gọi làm cho hội thánh đó giống như hai cái cánh cùng nhau vẫy như vậy, cân bằng và bay được tới đích. Nếu chỉ một cánh thôi thì nó không, nó sẽ bay vòng tròn. Nếu cánh bên này nó chỉ bay vòng tròn ngược lại. Bởi vậy cho nên Chúa chỉ cho tôi nhìn thấy hệ thống nhóm tế bào gia đình. Tôi nhớ lại nhìn thấy một hải tượng như sau này. Nhìn thấy một người lính biên phòng cắm một cái ngọn cờ của quốc gia họ trên cái miếng đất đó và đứng bên cạnh. Ma quỷ và kẻ thù tới tấn công để nhổ cột mốc. Và Chúa nói với tôi rằng cái cột mốc này ở đâu? Công bố chủ quyền của nước đó ở nơi đó. Thật ra nhiều người họ muốn nhổ cột mốc. Năm 1979 khi Trung Quốc và Việt Nam oánh nhau đó, có nhiều những cái vở kịch mà người ta diễn là người Trung Quốc ấy, họ đào cột mốc của Việt Nam, họ chạy vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam, họ chôn ở trong đó để cựa để chiếm đất. Thế ra người lính Việt Nam lại bê cái cột mốc đó, lại đóng vào đúng chỗ cũ và đứng bảo vệ. Thầy cha Chúa nói rằng mỗi một nhóm tế bào gia đình xây dựng ở chỗ nào thì đó là ngọn cờ hay cột mốc của nước trời công bố tại khu vực nơi đó. Một cái khải tượng thứ hai tôi nhìn thấy. Khải tượng thứ hai là có rất nhiều người họ đi gặt lúa, thậm chí có cả máy gặt bằng liên hoàn đi theo, gặt vào lúa cứ rơi ra như vậy. Nhưng mà sau đó tất cả đều đi về ngủ. Mưa đổ xuống và hạt giống đó và lúa đã bị trôi đi và mất, mọc, bị mục đi. Chúa nói rằng thiếu những kho chứa những hạt giống gặt này. Thật ra nhóm tế bào gia đình là nơi mà mang những hạt lúa gặt đó mang về chất vào kho. Ở đó có hạt giống, ở đó có gạo để mà ăn cho người làm việc. Khải tượng thứ ba mà tôi nhìn thấy nhóm tế bào là tôi nhìn thấy ở một cái bờ biển nọ, nước thủy triều tràn lên ngập khắp và khi nước rút xuống bờ cát lại khô khốc. Chúa nói với tôi rằng có rất nhiều sự phấn hưng mang người tới với hội thánh, rất là đông người, rồi nó rút đi không còn ai nữa. Và một bức ảnh tiếp theo tôi nhìn thấy nước lại dâng lên, nước lại thụt xuống. Nhưng khi thụt xuống rồi đó thì có một đoàn người từ đâu nó xuất hiện, mang cuốc sẻng, mang đủ thứ, đội nón chạy ra. Nhưng họ làm cái gì đó trên bờ biển. Sau đó họ rút quân, nước thủy triều lại tràn lên, nước thủy triều rút xuống. Tôi nhìn thấy trên bờ biển nước còn ở lại. Tôi nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là cánh đồng muối của những người nông dân. Họ đã tạo ra những cánh đồng mà giữ nước thủy triều lên. Và khi nước thủy triều rút xuống rồi thì nước còn đọng lại ở trong những cánh đồng muối đó ở lại. Bắt đầu họ làm việc và tạo ra những hạt muối từ trên những cánh đồng muối như vậy. Và Chúa nói với tôi rằng nhóm tế bào
là những cánh đồng muối đó. Bởi vì các ngươi là muối của đất này, các ngươi là ánh sáng của thế gian. Thật ra nhóm tế bào gia đình là một hệ thống cực kỳ hay mà Chúa kêu gọi hội thánh chúng ta xây dựng theo kiểu như vậy. Amen. Ngày Chủ nhật nhóm lại với nhau, đưa người mới tới, thân hữu của mình tới. Nhóm tế bào chia thành từng khu vực một. Ở đó chúng ta cùng nhau xào lại cái gì mình được nghe ngày Chủ nhật. Rồi xin Chúa cho chúng ta có những lớp học thánh kinh. Mà vừa rồi tôi bàn với ban lãnh đạo để làm sao cho cái lớp đó, cho tín lý cơ bản, cho nền tảng, cho khóa huấn luyện ISOM được sử dụng như thế nào trong hội thánh sắp tới. Thời gian nó rất là quan trọng cho anh chị em. Xin anh chị em cầu nguyện cho sự khôn ngoan để chúng ta áp dụng cái đó trong thời gian sắp tới. Amen. Amen. Và như chúng ta được biết, từ khi chúng ta áp dụng cái nhóm tế bào này với một cái khẩu hiệu như sau này, lắng nghe, đây là sự kêu gọi của hội thánh này. Mỗi một khu vực nơi người Việt Nam sống, ở đó có ít nhất một nhóm tế bào gia đình. Mỗi một thành viên trong nhóm tế bào tương lai sẽ là người trưởng nhóm tế bào. Và mỗi một người hướng dẫn nhóm tế bào sẽ phải đào tạo ra những người hướng dẫn giống như mình khác nữa. Đó là ba cái điều mà chúng ta cùng nhau xây dựng. Một là mục tiêu mỗi một nơi người Việt Nam sống cần có ít nhất một nhóm tế bào. Hai, mỗi một người thành viên nhóm tế bào sẽ là trưởng nhóm trong tương lai. Và điều thứ ba, mỗi một người trưởng nhóm đào tạo ra người khác. Và khi chúng ta áp dụng cái đó vào thì hội thánh bắt đầu lên, tăng thêm. Vào năm 2013, 2014 chúng ta nhóm tại hội thánh người Nga, vì ở Grunau đã chặt, chuyển tới hội thánh người Nga. Và chúng ta nhóm ở nơi đó rồi đó, thì hội thánh đã đến có những có lúc mà đến 130 người, 140 người lớn nhóm ngày Chủ nhật và trẻ con nữa. Chúng ta có những nhóm đó khắp mọi nơi. Và nếu không có những sự cố đã xảy ra vừa rồi mà anh chị em thấy, thì nó còn phát triển hơn nữa cả. Anh chị em ơi, đây là thời điểm chúng ta cùng nhau đào lại những cái giếng mà Chúa đã phán với chúng ta. Đừng để cho lấp lại. Không cần phải cái gì mới hết anh chị em. Không cần cái gì chúng ta phải đi tự nghĩ ra một cái khải tượng nào hay sự kêu gọi nào. Chỉ đơn giản, hãy nhắc lại cho nhau nghe sự kêu gọi mà Chúa kêu gọi. Và nếu thực sự Chúa kêu gọi bạn và tôi cho hội thánh này, thì chúng ta hãy tiếp nhận cái khải tượng đó giống như là khải tượng của mình vậy. Sự kêu gọi đó là kêu gọi của mình vậy. Và cùng nhau xây dựng. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.